Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Với video này, cơ sở Mộc Nam Huy sẽ trực tiếp báo giá và giới thiệu đến quý anh chị bộ tần thủy hoàng cột 12 trên chất liệu gỗ hương đá. Vâng, tại đây với chính bộ ghế này, cơ sở cũng đã cắt sẵn luôn cả kính mặt bàn, kính mặt đôn và cũng sẽ có thêm các phần quà tặng đặc biệt để dành riêng cho bộ ghế này quý anh chị nhé. Vâng, và đây là bộ ghế 6 món bao gồm một băng dài, một đôn cao, một bàn, một đôn thấp và hai chiếc ghế đơn. Với tiêu chuẩn cột 12 và với mẫu tần thủy hoàng này thì cơ sở Mộc Nam Huy cân đối cho quý anh chị khách hàng sử dụng những cái bộ sản phẩm này trên diện tích phòng khách vào chừng khoảng 30m² quý anh chị nhé. Đầu tiên cơ sở xin giới thiệu đến quý anh chị một chiếc ghế băng dài. Đây là sản phẩm lớn nhất trên bộ ghế với kích thước chiều dài của chiếc ghế băng là 2m4 quý anh chị nhé. Đây là một chiều rất là dài, chiều cao là 1m17, kích thước trên đến phần tó này và chiều sâu là 65. Đây là một chiếc ghế băng với bản băng 3 tựa được đục chữ Phúc Lộc Thọ quý anh chị nhé, chữ Phúc Lộc Thọ. Và với tiêu chuẩn cột 12 thì bộ ghế này cơ sở Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn là cột liền. Cột liền thì có nghĩa là nguyên một khúc gỗ liền chứ không phải là hàng gấp đôi quý anh chị nhé. Bộ này có cột liền và có yếm liền nữa. Chiếc ghế băng này là rất là dài với cái chiều 2m4 được đo phủ bì từ tay ghế thì chúng ta sẽ có còn lại các cái khoảng diện tích khá là rộng quý anh chị nhá. Ba người ngồi trên cái băng này thì quá là thoải mái luôn. Một bàn, một đôn cao, kính đã cắt sẵn. Hai sản phẩm này thì nó sẽ trực tiếp là các cái sản phẩm để chúng ta làm tiện ích. Có nghĩa là các cái phần mặt bàn và mặt bàn đôn này, bàn này chúng ta gọi là bàn nối đấy, thì chúng ta sẽ gia chủ chúng ta sẽ để trà thuốc ở phía bên đây để chúng ta mời khách. Thì trên các cái phần mặt này thông thường thì sẽ phải tiếp xúc tới nước nhiều nên cơ sở đã cắt sẵn luôn cả kính mặt bàn để tặng kèm vào. Tấm kính này thì nó hơi dơ một chút nhá, do ở xưởng thì không gian nó bụi ấy, với cả bên em chưa có vệ sinh kỹ lắm mấy tấm kính này. Bàn có hộp kéo và đôn có hộp kéo, có thêm một chiếc đôn thấp cho bộ ghế này. Chiếc đôn thấp này thì nó sẽ có hai mục đích, một là chúng ta để đầu bàn để chúng ta kê các cái bình bông hoặc là các đồ trang trí, còn hai là quý anh chị có thể để riêng ra cái đầu của ghế băng. Khi mà chúng ta có nhiều hơn là 3 vị khách thì chúng ta có thể cân đối đến việc ngồi đỡ trên cái đôn này. Chiếc đôn này được làm vuông mặt là 40 phân vuông. Còn chiếc đôn đầu bàn ấy thì được làm với kích thước bề rộng là 40 nhân với 69, còn mặt bàn thì là 69 nhân với 1m39. Xin lưu ý thì đối với cột 12 thì mẫu tần thủy hoàng này nó có một cái form dáng rất là to nhá, to cao và dài rộng hơn so với hầu hết tất cả các cái mẫu khác. Và tới chiếc ghế đơn. Ghế đơn này thì cơ sở cũng làm với kích thước phủ bì là 1m03, chiều cao và chiều sâu thì nó bằng với cái ghế băng dài. Và ở đây thì em xin phép ngồi thử cho quý anh chị xem cái bộ ghế này. Với cái bộ ghế này thì trên hàng cột 12 nó sở hữu một cái form rất là to, cho nên là khi quý anh chị ngồi ấy, quý anh chị sẽ không có phải lo là bảo là ngồi nó có vừa hay là không, tại vì cái form dáng trên cái hàng này vốn dĩ rất là to nhất rồi. Ngồi rất là thoải mái quý anh chị nhé. Tư thế ngồi hay tư thế tựa đầu cũng rất là thoải mái. Lý do thì các cái bản tựa này, các bản tó và các bản tựa này được làm cong, nó ôm lấy cái lưng, cho nên khi chúng ta tựa thì nó cũng rất là thoải mái nhé. Tay tì và tư thế. Bộ ghế này được gọi là bộ tần thủy hoàng vì cái form dáng và thiết kế lối cong cong của nó giống như là những cái mẫu ghế trong thời Tam Quốc ấy, quý chị vẫn xem á. Vâng, và bộ ghế này hiện giờ tại cơ sở Mộc Nam Huy đang cân đối với mức giá đó là 35 triệu. Mức giá này là sản phẩm đã hoàn thiện đầy đủ và có kính mặt bàn, mặt đôn để tặng kèm vào với sản phẩm này. Và đặc biệt thì với sản phẩm ngày hôm nay, bên cơ sở Mộc Nam Huy trực tiếp lên sóng để tặng kèm thêm vào với cho quý anh chị, có chúng ta có thêm một phần quà tặng trị giá lên đến cả 1 triệu đồng quý anh chị nhá. Riêng kính thì em không cần tính rồi, kính thì cắt đâu đó hết khoảng từ 500-600 ngàn, nhưng ở đây cơ sở tặng kèm thêm cho quý anh chị một cái dĩa phong thủy. Trên chiếc dĩa này được đục một bức Lý Ngư Vọng Nguyệt rất là đẹp quý anh chị nhá, một bức tranh mang rất nhiều ý nghĩa này, và có thêm một chiếc hộp khăn giấy và một chiếc gạt tàn trên chất liệu là gỗ hương đá luôn. Cái sản phẩm quà tặng thì nó đồng đều màu với sản phẩm chính quý anh chị nhé. Và đây là một bộ ghế hiện giờ đang có sẵn tại bên xưởng Mộc Nam Huy. Ưu đãi này xin được dành tặng cho tất cả quý anh chị
và những khách hàng nào quý anh chị nhanh tay nhất để chốt được cái bộ ghế này nhé. Vâng, và ngoài ra thì cơ sở Mộc Nam Huy còn rất nhiều các sản phẩm khác, các mẫu bàn ghế salon, các mẫu bàn ghế ăn, rất nhiều. Ở bên cơ sở bên em là có rất nhiều luôn. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu xin vui lòng cứ tới tận cơ sở thăm, kiểm tra và cùng ký nhận hàng mộc trước khi sơn nhé. Xin lưu ý thì đây là sản phẩm có sẵn được quay vào hôm nay Mộc Nam Huy quay cho quý anh chị là thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022. Vui lòng quý anh chị khách hàng là để ý khung thời gian cơ sở quay và báo giá quý anh chị nhé. Vâng, cảm ơn quý anh chị rất nhiều vì đã cùng theo dõi video này với cơ sở. Trong video nếu như có thiếu thông tin gì, xin vui lòng quý anh chị hãy cùng để lại trong một bình luận để Mộc Nam Huy sẽ cùng tư vấn cho quý anh chị kỹ hơn. Và với bộ ghế này em xin nhắc lại, đó là tiêu chuẩn cột 12, tiêu chuẩn cột liền và tiêu chuẩn yếm liền. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip kế tiếp.